Chị Hoa Trang phần 2. Ai trong nhà tôi, tính luôn cả chị Hoa Trang, cũng đều có nỗi niềm riêng, hàm chứa một sự thật rất nhân bản, thiếu thốn tình thương. Mẹ tôi thì cố làm quần quật để kiếm tiền và cố quên mọi chuyện sau khi ba tôi bỏ đi. Chị thứ tôi thì cố gắng phụ giúp mẹ, cho mẹ tôi vui. Nhưng người thiếu nữ 17 tuổi này cũng cần cái riêng tư cho bản thân chị. Chị tán gẫu, chị đi dạo phố với vài người bạn trong hàng xóm. Và khi có ngày nghỉ, chị ngồi kể lể về anh hùng này, anh Tuấn nọ. Chị cần có bạn trai, chị cần có người làm bạn. Em tôi thì từ khi ba tôi bỏ nhà đi cũng bỏ học rồi. Cái thứ mà em tôi cần là tình thương, chăm sóc, sự quan tâm tới học hành. Suốt ngày nó lêu lổng, nó kết bạn với đứa cùng trang lứa, đi quậy phá, uống rượu, hút thuốc. Và cũng giống như mọi người, tôi cần có một ai đó, thế thôi. Tôi cần một người kề cận, trò chuyện an ủi và chăm sóc. Chị Hoa Trang có hai điều khổ hơn tôi: ở trọ học và phải phụ công việc nhà như một con sen vậy. Chúng tôi có chung một không gian, chung một hoàn cảnh, và chúng tôi có chung cái lứa tuổi dậy thì. Chúng tôi có điều phải làm hàng ngày, đó là đi học và làm bài tập. Chúng tôi có với nhau một chất kết dính cần thiết. Một đằng là bột, đằng kia là nước. Tôi ước gì chị ấy và là chị ruột của tôi, hoặc có thể là chị bà con đi. Tôi mơ ước phải chị ấy là con trai cũng được. Tôi cũng có lúc ước phải chị ấy nhanh chóng có người bạn trai nào đó. Tôi mong ước phải chị ấy nhỏ tôi vài ba tuổi. Và cũng có một lần tôi mơ ước chị ta biến mất đi. Trong lớp tôi thuộc loại trung bình. Trong lớp bóng rổ tôi cũng chơi cỡ đó. Tôi xuyên đi tập vì đó là cách duy nhất để mà khiến tôi tự tin hơn. Anh chàng Phùng Trương có dạo đến nhà chở tôi đi học mỗi buổi sáng. Nó mỉm cười lịch sự chào chị Trang, nhưng chưa bao giờ chị Trang có vẻ khen tặng cái anh chàng đẹp trai mà vóc dáng là đẹp nhất trong khối lớp tôi. Khi tôi thay xong bộ đồ đi tập bóng rổ, chị ấy ngắm nhìn tôi một cách một bà chị nhìn cậu con trai, một chút dò xét, một chút để tới quần áo, và có cái gì đó khiến tôi cảm thấy nhột nhạt. Ngoài việc chú Hải hàng tháng ghé đây thăm hỏi chị, thì chị Trang chưa hề có khách hoặc là bạn học nào ghé lại. Có lần chị hỏi tôi: Thành có biết con gái thích cái gì nhất không? Ai đâu mà biết. Thành có bạn gái bao giờ chưa? Đâu có đâu. Chị ta ra điều thuyết giảng: con gái thích được chăm sóc, được để ý, được khen tặng. Con gái nào cũng thích được ai đó để mắt đến, được thương yêu. Tôi cảm thấy nóng đỏ mặt, và bên hai vành tai một phần nóng lên. Tôi cố hỏi: à ha, chị có giống như vậy không? Chứ Trang là cái gì nè? Bộ Trang không phải là con gái sao? Tôi thật sự bị chị ấy lôi cuốn một cuộc thảo luận này. Trang thích điều ngược lại. Trang thích có ai đó để chăm sóc, có người để Trang khen tặng, và có người để mà Trang lưu ý tới. Tôi đoán ra cái ý của chị ấy nhanh như cách chị ấy vừa bạch cho tôi vậy. Tôi không quá đần độn để nhận ra rằng chị ấy ngày càng thích tôi. Tôi chớm lo sợ. Tôi không biết phải nói điều này với ai. Tôi không biết là có nên để mọi việc này diễn tiến như vậy không. Thành có muốn có bạn gái không? Trang giới thiệu cho. Này, Thành đang nghĩ gì vậy? Tôi nói dối để chữa thẹn. Có nghĩ gì đâu. Tôi thấy mặt nóng bừng bừng như bị sốt.
mồ hôi tay rịn ra, nhịp thở tăng lên và toàn thân tôi ướt như vừa bị xông hơi vậy. Tôi nín lặng như trong lòng tôi là rộn lên một cơn sóng to. Tôi không muốn thấy gì ràng buộc. Tôi không muốn làm cho bất cứ ai phật lòng, khó chịu, khó xử cả. Không có gì đâu. Có người thích thành lắm đó. Thôi mà. Nghiêng đầu để rủ mái tóc mềm, thưa mỏng chảy tràn trên bờ vai gầy guộc, tựa lên hai lòng bàn tay trái chống lên cả. Chị ta hỏi tôi một cách như bà chị hỏi thằng em trai. Thành đang nghĩ gì vậy? Túi gầm xuống văng về tờ giấy nháp, gần như là nhầu nát trong bàn tay hơi ẩm mồ hôi lạnh của tôi. Lý nhí tôi trả lời. Đang nghĩ về việc đi bỏ lọc để học. Chị bất ngờ nhích sát vào người tôi, nắm vội lấy tay tôi. Trang ý nói là đang bây giờ nè. Như bị điện giật, tôi rút tay lại rất nhanh, rồi ù thế hai chạy ra phía trước. Tôi muốn đứng yên ở đó thật lâu, cho đến khi mẹ tôi làm về. Tôi muốn hóa thành một nhánh cây trong cây mận ở ngay góc sân đó. Tôi muốn chị ấy réo gọi tôi, Thanh ơi, đèn sắp hết dầu rồi nè. Tôi đáp nhát gừng mà không thèm nhìn vô trong nhà. Chút xíu nữa có điện lại mà. Thanh chỉ chỗ cất cái bình dầu coi. Thì ở ngay trong góc tủ chén đó. Trang sợ lắm. Thanh đi lấy giùm đi. Tôi liếc nhìn lại và nhận thấy ánh đèn dầu rất yếu ớt. Tim đèn vừa cháy lụng hay là sắp hết dầu, đúng như là chị Trang nói. Vì không muốn mẹ tôi rầy vì để tắt đèn, tôi nhanh chân bước vào nhà. Thật khó cho thằng con trai nhỏ tuổi như tôi, trong lúc mà một thiếu nữ cố tình tìm cách bắt gạt trong gian nhà nhỏ ánh sáng lờ mờ. Tôi nhận thấy tay tôi hơi run và ánh mắt sáng lên long lanh của chị Trang. Tôi đã quen việc cầm đèn dầu để xuống nhà sau tối hôm, không có gì để e ngại cả. Nhưng lúc đó ngay đằng sau tôi, một thiếu nữ đi ngay sau bước chân tôi, phà hơi thở nóng vào gáy tôi. Tôi chợt rợn cả người. Người đi ngay phía sau ấy rất dễ dàng ôm choàng lấy người tôi, quật ngã tôi xuống một cách nhẹ nhàng. Ánh đèn dầu không đủ làm sáng tỏ cái ý định của chị Trang, nhưng ý định đi bỏ lọt học của tôi thì sáng trưng như ban ngày. Đến đoạn hành lang hẹp giữa hai phòng ngủ, tôi nghe tiếng chị Trang rất lớn. Thành chờ Trang một tí. Vòng tay mềm mại của chị ấy vừa choàng qua cái vòng bụng khá thon chắc của tôi. Hơi thở nóng ấm và mùi thơm tự nhiên của chị ta làm tôi rùng mình. Chị ấy áp sát người vào tôi, ấn nhẹ tôi vào tường, trong khi mà tôi như bị thôi miên từ nãy giờ. Tôi đưa một tay ra phía sau cố níu hai cánh tay của người thiếu nữ đang tấn công tôi. Cái đèn dầu rơi xuống vỡ toang ngay khi chị Hoa Trang vừa xoay người tôi lại, rồi ôm ghì lấy tôi, sát thân thể nóng bừng của chị vào người tôi. Nó như sắp bốc cháy trong bộ đồ ngủ phong thanh. Thanh sĩ ơi, sao nhà tối thui vậy? Tiếng gọi của thằng Hậu từ phía cửa rào vọng lại đã cứu tôi. Ánh sáng của cái bật lửa nhỏ nhoi ấy trên tay nó lúc đó sáng tỏa như ngọn đèn hải đăng, đưa con tàu mất phương hướng của chị Hoa Trang và của tôi vào bờ. Chị Hoa Trang vội vã bước lên ngăn gác phía sau, trong khi tôi vừa nhanh nhẩu bước ra phía trước, vừa trở lại đàn Hậu, người cứu tôi lúc ấy. Tao đang tìm cái bật lửa.